Xin chào các bạn, mình là Easy Sử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử hình thành Đế quốc Anh từ năm 1497 đến năm 1997. Đế quốc Anh đã bắt đầu hình thành khi Anh và Scotland vẫn còn là hai vương quốc riêng biệt. Cuộc chiến tranh trăm năm từ năm 1337 đến năm 1453 với Pháp và dịch bệnh mang tên Cái chết đen hoành hành đã tàn phá hoàn toàn nước Anh. Xã hội rối ren cộng thêm sự cai trị mềm yếu của vua Henry Đệ Lục đã dẫn tới một loạt những cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng giữa hai phe phái York và Lancaster từ năm 1455 đến năm 1485. Sau cuộc chiến, vương triều Tudor được hình thành. Chiến thắng quyết định ở trận Bosworth Field vào cuối tháng 8 năm 1485, Henry Tudor lên ngôi quốc vương. Thời kỳ lịch sử mới của Đế quốc Anh bắt đầu. Henry Đệ Thất lên ngôi đã thành lập quân đội riêng, đồng thời đàn áp bất cứ lãnh chúa nào có ý định chống đối. Năm 1496, ông đã ủy quyền cho John Cabot dẫn đầu một đoàn thám hiểm tới châu Á thông qua Bắc Đại Tây Dương. Đến năm 1509, Henry Đệ Bát lên ngôi và tuyên bố giải thể nhà thờ Thiên Chúa Giáo, thành lập một giáo hội riêng của vương quốc. Ông xây dựng lại lực lượng hải quân Anh và củng cố quyền kiểm soát của Anh đối với xứ Wales, thuộc địa hóa Iceland bằng cách đưa những người tin lành từ Anh và Scotland đến Iceland. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất lên ngôi năm 1558 và cấp phép tiến hành hàng loạt những cuộc thám hiểm đại dương để mở rộng thuộc địa. Vào thời điểm này, cuộc cải cách tin lành khiến cho Anh và Vương quốc Tây Ban Nha theo Công giáo trở thành kẻ thù của nhau. Năm 1562, Elizabeth Đệ Nhất cho người tiến hành các cuộc tấn công hải quân lên tàu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngoài khơi bờ biển Tây Phi với mục tiêu là can thiệp vào việc buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương, nhưng bị người Tây Ban Nha đẩy lùi. Năm 1578, nữ vương Elizabeth Đệ Nhất đã ban một giấy phép cho Humphrey Gilbert tiến hành các cuộc khám phá và thám hiểm hải ngoại. Năm 1583, Humphrey Gilbert khám phá ra đảo Newfoundland và tuyên bố thuộc về nước Anh. Đến năm 1584, Walter Raleigh được sự cho phép của nữ hoàng đã thiết lập một thuộc địa tại đảo Roanoke. Tuy nhiên, thuộc địa hóa đã thất bại do thiếu sót về hậu cần. Năm 1588, vua Tây Ban Nha đã tập hợp một hạm đội lớn chưa từng thấy, phối hợp với đạo quân tinh nhuệ của công tước xứ Palma từ Hà Lan tiến đánh vào bờ biển Đông Nam, xâm lược nước Anh. Hạm đội Tây Ban Nha tiến tới Calais. Anh đã dùng những con thuyền chát đầy nhựa cháy và thuốc súng để đánh nghi binh. Tây Ban Nha trúng kế phải bỏ chạy và từ bỏ hẳn ý định xâm lược nước Anh. Triều đại của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất được coi là một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Anh quốc. Năm 1603, quốc vương James Đệ Lục của Scotland trở thành vua của nước Anh. Và một năm sau đó, ông đàm phán với người Tây Ban Nha, ký kết hiệp ước London, chấm dứt tình trạng thù địch. Để thâu tóm mọi quyền lực, vua James đã cố tình phớt lờ vai trò của nghị viện, khiến đất nước đứng trước nguy cơ nội chiến. Năm 1625, Charles Đệ Nhất lên ngôi. Ông đã giải tán nghị viện. Nội chiến Anh bùng phát giữa những người ủng hộ quốc hội và những người ủng hộ quốc vương. Khu định cư lâu dài đầu tiên của người Anh tại châu Mỹ được thành lập tại Jamestown vào năm 1607. Tiếp đến, Anh tiến hành xâm chiếm và tuyên bố chủ quyền với Bermuda. Sau đó, thuộc địa Virginia được thành lập. Những khu tái định cư lần lượt được thiết lập thành công tại St. Kitts năm 1624, Barbados năm 1627 và Nevis năm 1628. Maryland được thành lập vào năm 1634 để làm nơi cư trú của giáo dân Công giáo La Mã. Và Rhode Island năm 1636, Connecticut năm 1639. Năm 1649, vua Charles bị bắt và bị đem ra xét xử vì âm mưu phục hồi chính quyền chuyên chế cũ. Đế quốc Anh trở thành một nước cộng hòa dưới sự lãnh đạo của bảo hộ công Cromwell. Đến năm 1653, một cuộc chính biến nổ ra, chế độ độc tài Cromwell thành lập, thay thế cho nền cộng hòa ngắn ngủi. Để đảm bảo rằng nguồn lợi nhuận hoạt động thương mại hàng hải vẫn còn nằm trong tay người Anh, năm 1651, quốc hội ra sắc lệnh chỉ có tàu Anh mới được phép qua lại để giao dịch trong các thuộc địa của Anh. Năm 1655, Anh sáp nhập hòn đảo Jamaica từ tay của người Tây Ban Nha. Trong quá trình thuộc địa hóa, giữa Anh và Hà Lan xảy ra những cuộc chiến tranh. Sự thù địch chỉ tạm thời dừng lại khi vua James Đệ Nhị bị Liên minh Quốc hội Anh và quân viễn chinh Hà Lan do Tổng đốc William xứ Orgreen lãnh đạo lật đổ năm 1688. Hòa bình giữa Anh và Hà Lan đã tạo điều kiện để hai quốc gia bước vào chiến tranh 9 năm với tư cách là đồng minh. Năm 1701, Anh, Bồ Đào Nha và Hà Lan đứng về phía Đế quốc La Mã Thần Thánh chống lại Tây Ban Nha, Pháp trong cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha kéo dài cho đến năm 1714.
Đế quốc Anh đã sáp nhập được nhiều lãnh thổ như Newfoundland và Acadia từ tay người Pháp, Gibraltar và Minorca từ Tây Ban Nha. Sau đó, Anh tham gia vào cuộc chiến tranh 7 năm từ năm 1756 đến năm 1763 với chiến thắng thuộc về Liên minh Anh Phổ. Sự kiện ký kết Hiệp định Paris năm 1763 đã đem lại những hệ quả quan trọng cho tương lai của Đế quốc Anh. Tại Bắc Mỹ, Pháp phải nhượng lại thuộc địa Canada, còn Tây Ban Nha nhượng lại vùng đất Florida cho Anh. Cuộc chiến tranh giúp nước Anh trở thành cường quốc hàng hải hùng mạnh nhất thế giới. Trong các thập niên 1760 và 1770, các quan hệ giữa 13 thuộc địa và Anh trở nên căng thẳng hơn do các thuộc địa này đang dần công nghiệp hóa và sản xuất nhanh hơn nước Anh. Nhằm đối phó với tình hình đó, Anh phái các binh sĩ đi tái lập quyền cai trị trực tiếp, tước đoạt quyền tự trị của 13 thuộc địa. Trong quá trình Anh tham gia vào chiến tranh 7 năm, dẫn đến bùng nổ chiến tranh vào năm 1775, sang năm 1776, 13 thuộc địa tuyên bố độc lập. Sau thất bại quyết định tại Yorktown vào năm 1781, Anh bắt đầu thương lượng các điều khoản hòa bình và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1783. Trong năm 1770, James Cook phát hiện bờ biển phía đông của Úc đặt tên là New South Wales. Ông cũng đã đặt chân đến New Zealand và tuyên bố chủ quyền những vùng đất này thuộc về nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp với tốc độ lớn diễn ra tại Anh đã tạo ra bước ngoặt cho phát triển sản xuất. Những phát minh quan trọng nâng cao năng suất lao động liên tiếp ra đời. Đầu thế kỷ 19, Anh đứng trước một nguy cơ xâm lược mới của quân đội Pháp do Napoleon chỉ huy. Hải quân Anh phong tỏa các cảng của Pháp và tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Pháp Tây Ban Nha tại Trafalgar vào năm 1805. Cuối năm 1810 đến năm 1815, chiến thắng của công tước Wellington trong trận Waterloo kết thúc hoàn toàn âm mưu xâm lược Anh của Pháp. Theo những bản hòa ước được ký kết, Pháp phải nhượng lại Malta, Mauritius, Saint Lucia và Tobago, Tây Ban Nha nhượng Trinidad, Hà Lan nhượng Guyana và thuộc địa kép cho Anh. Lực lượng hải quân hoàng gia bắt đầu chiếm Java từ Hà Lan năm 1811, Singapore năm 1819, Malacca năm 1824 và đánh chiếm Miến Điện năm 1826. Lo ngại về ưu thế của Nga tại Địa Trung Hải và Trung Đông khiến Anh và Pháp xâm chiếm bán đảo Crimea để vô hiệu hóa hải quân Nga. Anh tiếp tục sáp nhập Balochistan năm 1876. Năm 1878, Ottoman đã chuyển giao đảo Sip cho Anh và đổi lại họ sẽ nhận được viện trợ nếu bị Nga tấn công. Anh tiếp tục chinh phục Ai Cập nhằm bảo vệ kênh đào Suez và tuyến đường sang Ấn Độ. Năm 1883, sau cuộc nổi dậy ở miền Nam Ai Cập, Anh tiến vào chiếm Sudan năm 1898. Các hải cảng chiến lược như Gibraltar, Hồng Kông, Singapore và Aden đều rơi vào tay người Anh. Dọc tuyến đường buôn bán trọng yếu như Cape, Nam Phi, từ Anh tới Ấn Độ, tuyến kênh đào Suez Ai Cập tới các đồn điền trồng cây gia vị và cao su ở Đông Nam Á cũng do Anh kiểm soát. Đầu thế kỷ 20, Anh có một lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, cùng một hệ thống thuộc địa rộng khắp. Năm 1914, Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Lúc đầu Anh trung lập, nhưng về sau lại phải giúp Pháp và Nga trong phe hiệp ước, khiến sau cuộc chiến, Anh thiệt hại vô cùng nặng nề, đường xá cơ sở hạ tầng và nền kinh tế bị hủy hoại nghiêm trọng. Năm 1919, Iceland tuyên bố độc lập. Quân đội Cộng hòa Iceland bắt đầu một cuộc chiến tranh du kích chống chính quyền Anh. Chiến tranh Anh-Iceland kết thúc vào năm 1921 trong bế tắc và hai bên ký kết hiệp định Anh-Iceland thiết lập quốc gia tự do Iceland và một quốc gia tự trị nằm trong đế quốc Anh, Bắc Iceland. Mặc dù có được nền độc lập tự chủ thật sự, nhưng Cộng hòa Iceland vẫn có liên kết về hiến pháp với quân chủ Anh. Cùng lúc này, Anh chiếm thêm các lãnh thổ từ những nước bại trận. Năm 1939, Anh tiếp tục bước vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Anh thất bại liên tiếp trên nhiều mặt trận ngay từ đầu cuộc chiến. Với sự can thiệp của Mỹ, phe đồng minh gồm Anh đã đánh bại phe phát xít. Nhưng thực tế, Anh đã mất hầu như toàn bộ thuộc địa của mình ở Đông Nam Á, bao tay quân Nhật. Năm 1945, đế quốc Anh bắt đầu suy tàn khi phong trào giải phóng thuộc địa dâng cao khắp thế giới. Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, thuộc địa giàu có nhất của mình vào năm 1947. Các thuộc địa còn lại của Anh cũng dần dần giành được độc lập. Nỗ lực cuối cùng của Anh nhằm giữ các thuộc địa của mình là chiến dịch Ngự Lâm Quân tấn công Ai Cập, nhưng bị Mỹ phản đối và buộc phải rút quân. Từ đây họ thừa nhận rằng mình không còn là một đế quốc hùng mạnh nữa. Cho đến khi thuộc địa cuối cùng của mình là Hồng Kông cũng phải trao trả lại cho Trung Quốc. Điều này chính thức đánh dấu sự kết thúc của đế quốc mạnh nhất thế giới. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới.
Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!